Xin chào tất cả mọi người đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và đầu tiên thì chắc là cho Hòa Minzy xin được cảm ơn tất cả các anh chị ca sĩ đã hát trước Hòa Minzy để có thể giúp Hòa có được một thời gian nghỉ ngơi trước khi mà lên sân khấu ngày hôm nay. Bây giờ thì trước khi mà đêm nhạc bắt đầu thì có thể cho cái đèn sáng lên chút để em có thể nhìn thấy mặt của mọi người đúng không ạ? Rồi sáng này ạ, nhìn rất rõ nha. Ok, xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người đến với mini show của Hòa Minzy ngày hôm nay. Hôm nay thì em đã chuẩn bị không được nhiều bài như lần trước. Hiện giờ thì em cùng ban nhạc mới tập được 17 bài thôi. 21 bài. Em xin lỗi, 21 bài thì và những cái ca khúc còn lại á, thì nếu mà mọi người không về thì chắc chắn là em cũng không dừng lại. Cho nên là đêm nhạc mini show của Hòa Minzy thì có một cái nét riêng, đó chính là em sẽ không hát mà những cái bài mà em tập không, mà em muốn là mọi người yêu cầu và em hát nữa. Cho nên là cho nên là tất cả những bài nào mà mọi người yêu cầu lên trừ tiếng Anh thôi là em có thể hát được hết. Cho nên là mong là chúng ta sẽ có một đêm nhạc thật là thú vị, thật là ấm áp cùng với nhau đêm ngày hôm nay. Mọi người hãy bắt đầu gửi những lá thư yêu cầu bài hát lên đây cho em với nha. Ok. Được cái là đêm nhạc của Hòa Minzy còn một điều đặc biệt nữa, đó chính là không có thuộc bài hát nào cả. Nên em sẽ xin phép mọi người là sẽ được nhìn lời bài hát để có thể hát tốt hơn. Bài hát đầu tiên thì nhảy ra là em với ban nhạc mà tập hôm nay này thì ok hơn này, nhưng mà lỡ tập hôm qua rồi nên hiện giờ em cũng bị quên mất là tập cái gì rồi. Ôi trời ơi, mệt quá. Sự dưng em bị hôm nay em bị dạng như là bị xoang á, đã bị sinh á. Ý là em bị xoang nên là hôm nay thời tiết thay đổi nên em bị đau đầu. Nhưng mà em mong là tất cả những bài hát hôm nay em hát thì mọi người sẽ cổ vũ thật là lớn để em lấy lại được tinh thần và em sẽ hát thật hay được không ạ? Bài hát đầu tiên thì chúng ta sẽ mở màn bằng một ca khúc nhẹ nhẹ. Mà đây là lần đầu tiên mà em hát bài hát này. Em xin được Chili's hát ca khúc với tựa đề Mascara. Xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức ạ. Bài này chắc là mọi người thuộc đúng không? Ai chơi TikTok là biết mà. Mình còn lại gì ngoài ngàn lời yêu đã trao.
đêm cuối bên nhau mà thôi. Nhìn lại từng khoảnh khắc, từng tồn tại, ta từng cờ dài. Mắt em nhòa đi mascara, em trách anh không đi đến nơi gọi là nhà. Dù vẫn ngày cùng chẳng để lại gì, tim mình thầm thì hát cùng em nhá. Mình còn lại gì ngoài cuộc gọi, mình còn lại gì ngoài ngày dừng, nụ cười mà ta vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai giờ sáng quá. Mình còn lại gì ngoài ngàn lời yêu đã trao, mình còn lại gì ngoài tình phai từ hôm nào. Lại một ngày trôi đi về mấy ngàn, em đi cùng đêm tan mà sương khói. Mình còn lại gì được một tí nữa rồi đấy. À, ngày hôm nay thì em đã chuẩn bị rất là nhiều bài hát. À, tuy nhiên thì em nhắc lại một lần nữa là em lại rất là mong được hát những ca khúc mà mọi người yêu cầu. Bởi vì em cảm thấy như vậy thì chúng ta mới gần nhau hơn. Và khi mà mọi người được nghe những ca khúc mà mọi người yêu thích ấy, thì em nghĩ là đêm nhạc sẽ hấp dẫn hơn và mọi người sẽ bỏ tiền để đến nghe em lần sau. Bởi vì mọi người không thể hiểu được cái áp lực là mỗi một lần tham gia một cái show nào là mình bị áp lực đến show sau. Mà kiểu không có nhiều người xem bằng lần trước á, là kiểu bị không phải tối mút mà nó bị trầm cảm. Nó bị gọi là áp lực, phải làm sao để lần sau mọi người đến nhiều hơn. Cho nên mỗi lần mà đêm nhạc diễn xong á, thì Hòa Minzy thường bảo mọi người là: mọi người ơi, lên chụp hình với em. Để làm gì ạ? Không phải là để mọi người có ảnh, mà là để là khi mọi người lên đây em sẽ nói là: lần sau nhớ đi nữa nhá. Cũng hơi hèn nhỉ, nhưng mà thôi, thà như vậy có người coi còn hơn. Đấy là một bài hát rất là hay mà xin phép Chili mà Hòa Minzy xin được hát ca khúc đó. Thì bài hát tiếp theo á, thì Hòa Minzy xin được gửi tặng tất cả mọi người một ca khúc qua sự thể hiện rất là thành công của ca sĩ Phương Thanh với tựa đề Đêm Lao Sao. Xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe. Đêm đông lao sao, đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vẫn ai. Cơn mưa lao sao, cơn mưa nhớ ai, ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Anh đang nơi đâu, anh thương nhớ ai, bao đêm cô đơn vắng anh. Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn.
tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đèn khuya có thơ hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông, thì mây mơ cứ trôi hoài khát khao chờ mong. Đêm đông lao sao, đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng ai. Cơn mưa lao sao, cơn mưa nhớ ai, ôi hạt mưa rơi khóc thầm. Anh đang nơi đâu, anh thương nhớ ai, bao đêm cô đơn vắng. Cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đèn khuya có thơ hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông, thì mây mưa cứ trôi hoài. Chợt nghe như tiếng em cười, cỏ cây như muốn níu chặt, nhẹ nâng câu hát ban đầu dấu xưa tuyệt vời. Một mai anh sẽ quay về, bờ môi mang bao thiết tha, bởi ngờ in mãi trong lòng sẽ không nhạt phai, bởi ngờ in mãi trong lòng sẽ không. Tự dưng chị Phương Thanh nhập vậy, kỳ cục, kỳ cục. Cho xin hát nữa đi. Đây là chổi chổi. Đưa cho em. Sao ta lặng im, Hồ Ngọc Hà. Gặp nhưng không mà ở lại. Trời, ai mà đang thất tình dữ ta. Thiệt. Em cũng nhớ đêm nhạc lần trước á, thì tất cả những ca khúc mà mọi người yêu cầu đều có những cái dòng chữ là em mới thất tình xong, hoặc là em nhớ người yêu cũ quá, chị có thể hát tặng cho em một bài này không. Thế thì bây giờ yêu hai yêu cầu đầu tiên của chúng ta đêm ngày hôm nay thì cũng là sao ta lặng im và gặp nhưng không ở lại, đúng không ạ? Dạ vâng. Vậy thì trước khi mà chúng ta đến với những yêu cầu mà Hà sẽ đợi nhiều hơn ạ, thì em sẽ tiếp tục hát những cái khúc mà em đã tập luyện nha. Ok. Ok. Có một bài hát mà Hòa Minzy rất là thích và hầu như là đi tới phòng trà nào thì Hòa cũng hát cả. Đó là một ca khúc mà có sự thể hiện rất là thành công của cô Như Quỳnh, đó chính là bài hát với tựa đề Người Tình Mùa Đông. Xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe ạ. Đường vào tim em ơi băng giá, trời mùa đông mây vẫn hay để về,
vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì. Vì đâu mưa anh không đến, đường vào tim em mây giăng kín. Bàn chân anh trên lối đi không thành, cứng đêm khuya mưa buồn một mình. Có khi cho ta quên cuộc tình, từng cơn mưa hát hiu bên ngoài sông thưa. Lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày qua vẫn đưa em về qua phố, vẫn chim câu trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay. Vì đâu mưa em không đến, đường vào tim em mây giăng kín. Bàn chân anh trên lối đi không thay, những đêm khuya mưa buồn một mình. Có khi cho ta quên cuộc tình, từng cơn mưa hát hiu bên ngoài sông thưa. Lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn nằm cần đợi chờ. Trái tim mùa đông, trái tim em muốn đầy lạnh lùng. Hỡi ai, trái tim mùa đông. Hỡi ai, trái tim mùa đông. Rất là nhiều. Chờ năm nữa. Mọi người đừng hiểu nhầm nha. Cái bạn này là fans của em nên là em mới nhờ bạn ấy đưa cốc nước cho hộ, chứ em không dám đưa cho khách hàng bảo ơi mang hộ đây nha. Không dám. Ok, có một ca khúc mà gặp nhưng không ở lại, thì thật ra là em biết cái bài hát này gần đây có một cái hiệu ứng rất là tốt, nhưng mà em dạo gần đây em cũng đang hơi bận nên em chưa có lắng nghe được các khúc đó. Thì bài hát Sao Ta Lặng Im thì em sẽ thuộc hơn. Nhưng mà trong thời gian chờ thì chúng ta sẽ hát bài đấy đúng không chị, thì em sẽ hát một ca khúc khác nhá. Bài này là một bài hát hiện giờ thì cổ họng của em đang càng ngày càng nghe thấy những cái tiếng nó sạn sạn xào 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 xào, nhưng mà em không biết là bây giờ hôm nay có em có hát được bài này không. Nếu mà hôm nay em hát hay nha thì mọi người up lên hộ em cái, còn nếu mà hôm nay mà em hát phô hoặc là tranh thì delete dùm em một cái. Em cảm ơn rất nhiều, vì thực sự là cuộc đời ca sĩ thì thật sự là không có cái nỗi hổ thẹn nào bằng hát phô thật. Cho nên em thật sự là lúc nào cũng bị buồn sau mỗi cái đêm mà mình nghe lại kích những cái bài hát của mình mà mình chỉ cần phô một nốt thôi là mình buồn cả đêm luôn. Nên là ngày hôm nay thì nếu em hát hay thì mọi người up lên hộ em cái, còn nếu em hát phô thì
Sau đây sẽ là ca khúc với tựa đề Nàng Thơ. Xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức. Đây là bài hát rất là thành công qua sự thể hiện của ca sĩ Hoàng Dũng. Và Hoàng Minh Di hôm nay cũng xin phép anh Hoàng Dũng cho em được hát bài hát này. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Tiếng yêu này mong manh giờ tan vỡ thôi cũng đành xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên trả lại. Ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩ sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thơ. Anh một người hát mãi những bài mong manh, lang thang tìm niềm vui đã lỡ, chẳng buồn dần lòng quên hết những trở vào. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ không nguôi trên những bức thư. Ta đâu bao giờ có lỗi khi không nghe tim trôi tư. Chỉ tiếc rằng em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Tiếng yêu này mong manh giờ tan vỡ thôi cũng đành xếp riêng những ngày tháng hồn nhiên trả lại. Rồi em sẽ quên ngày mình khờ dại, mong em kỷ niệm này cất lại, mong em ngày buồn thôi ướt đẫm trên vai. Mai ngày em xây bước bên đời thanh thang, chỉ cần một điều em hãy nhớ, chỉ có một người thương. Không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Tình yêu này mong manh giờ tan vỡ thôi cũng đành xếp riêng những ngày tháng buồn nhiên trả lại. Yeah.
chết rồi, em xin lỗi anh Hoàng Dũng. Em mới nhẽ ra là em nên đi tập band hôm nay chứ không phải vì hôm qua. Em vì em đi tập band hôm qua nên em quên hết phải hát như thế nào hôm nay rồi. Em rất xin lỗi anh Hoàng Dũng và em cảm thấy là bài này em hát cũng được, nhưng mà vẫn bị phô rất là nhiều nốt và cũng như là bị quên mất cả cái giai điệu của anh nữa và quên lời luôn. Thật sự em cũng không còn lời nào xin lỗi để xin lỗi anh nữa. Em rất xin lỗi anh. Nhưng em cũng hát xong rồi. Thì nếu mà anh có nghe được cái bản này thì mong là anh nhận được lời xin lỗi của em. Chúng ta là từ nãy giờ chúng ta đã có nghe nhạc nhạc nhẹ và chúng ta cũng có nghe những cái bài hát mang âm hưởng hơi một chút bolero. Thì bây giờ có một cái bài hát mà một ca sĩ nhạc trẻ nhưng mà lại hát cái thể loại mang hơi hướng bolero. Một cái bài hát này đã rất là nổi tiếng trong năm 2020 qua sự thể hiện của anh Hoài Lâm với tựa đề Buồn Làm Chi Em Ơi. Xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe ạ. Cho em ngồi lên cái được không? Cao quá. Ok, sau đây thì sẽ là ca khúc Buồn Làm Chi Em Ơi. Bài này thì hôm qua ban nhạc chưa có tập với em, nên là mong là chúng ta sẽ Cuộc sống anh ổn không? Tình đơn phương. Tell me why. Xin lỗi. Hoa nở không màu. Ok. Bé bắp xinh đẹp đây. Vâng ạ, bạn bé bắp xinh đẹp là cả người đã order đêm nhạc lần trước và nói rằng là em đang thất tình quá và em muốn nghe một bài hát. Thì hôm nay là bé bắp quyết tiếp tục order ca khúc Cuộc Sống Anh Ổn Không. Vẫn chưa quên được người yêu cũ mọi người ạ. Khổ vậy. Sao phải khổ vậy em? Buồn làm chi em ơi? Buồn làm chi em ơi? Lá xanh rồi cũng phai. Duyên mình bên lâu ai ngờ lại xa cách nhau, trăng treo trên mái đầu tâm tư nên âu sầu, qua bao nhiêu dãi dầu mà lại nỡ qua cầu xa ngang. Buồn duyên phận cũng lỡ làm, tiếc một đời sơ sắc ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang. Ai gieo bao phũ phàng cho hoa kia úa tàn, thương xô kiếp bể bàng rồi cứ trách mình quá vội vàng. Buồn làm chi em ơi, xa xa xin gửi lên trời. Chưa ngày mưa thôi rơi mang nỗi sầu lìa xa tầm với đời con
vẫn kịp quay lại. Dù thời gian phôi phai, xin gói vào một tiếng thơ dài. Buồn làm chi em ơi, nắng mưa nào bởi gió tất cả là thiên ý nên tình đành phải xa ra. Xin mang theo kỷ niệm thêm bao nhiêu nỗi niềm, theo qua rơi bên thềm và giữ mãi tận đáy con. Sợ cái lời được không? Xin lỗi. Em xin được nhắc lại đây là fan của em. Thì em mới được thế ạ. Còn ví dụ đây là khách nha. Chị ơi, chị sợ giúp em cái lời được không ạ? Bà xin lỗi ạ. Ôm của chị Nguyên Hà. Chị có mạng không ạ? Dạ vâng, xong rồi ạ. Dạ, cảm ơn chị. Ui, đã nhắc đến dòng nhạc của chị Nguyên Hà thì thật sự là không có ca sĩ nào mà vượt qua được tất cả, gọi là tức sao? Không có ca sĩ nào cover hay bằng bản gốc hết, tức là không thể nào vượt qua được. Cho nên là chúng ta cứ nghe bằng một cái tinh thần là em đang hát tặng mọi người thôi nhá. Nếu mà so sánh là không thể nào mà so sánh được, em phải công nhận điều đấy. Nên là bây giờ thì em sẽ hát để tặng cho bé Bắp xinh đẹp, một người thất tình từ 6 tháng trước đến bây giờ vẫn chưa quên được người yêu cũ, và bây giờ sẽ nghe ca khúc Xin Lỗi. Sau khi nghe ca khúc Xin Lỗi xem có khá khẩm hơn được tí nào không.
Phải không? Phải xin lỗi này không? À đúng không? À. Show của Hoa Minh Di, Chợ Gạo, 23 tháng 12 năm 2020. Gửi bé bắp xinh đẹp, đây là lời xin lỗi cuối cùng của anh dành cho em. Mong em hãy quên anh đi. Xin lỗi cơn mưa vừa qua, xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vướng lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Xin lỗi những đêm mùa đông, thân ấm áp trên bàn tay hiền lành. Xin lỗi quán quen phải cùng tôi tập quên một người. Có tình yêu vượt qua mùa đông, cục chết sau đêm mùa xuân. Có người mang bình yên về nơi nào xa xôi trắng bên bờ. Có người gieo vào nhau niềm tin, tình ấm nóng không thể rời xa. Có người đi thật xa chẳng chờ. Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ, xin lỗi nỗi vui còn vướng lại, nụ cười đôi khi đắng cay lòng này. Lời hát viết ra vì tôi, vì biết nói ra lệ rơi. Xin lỗi đáng ra phải vui thế. Xin lỗi đáng ra phải vui thế mà. Bé bắp xinh đẹp là biết sao em biết không ạ? Fan em thất tình từ năm này qua năm khác mà không biết thất tình với ai nha, tức là không biết là một hay là hai người nữa, tức là đã trải qua bao nhiêu mối tình nhưng mà chỉ biết là mỗi lần đi nghe em hát là thất tình thôi. Dạ em xin. Mưa nửa đêm, úi rồi. Chúc Hòa Minh Di nhiều sức khỏe và xinh đẹp,
em cảm ơn rất là nhiều. Mưa nửa đêm hả chị? Mưa nửa đêm. Mưa nửa đêm á hả? Chắc là em sẽ phục vụ mọi người nha. Mà em không biết là em còn nhớ hát cái bài này không nữa. Mưa nửa đêm. Mưa nửa. Ôi, cái móng tay này không dùng nổi mọi người. Làm cái gì cũng khó hết chân ấy. Hả? Ok. À nhưng mà tông nhỉ? Tông gì nhỉ? À, đêm chưa ngủ ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua ngoài nghe nghe mùi người đêm na 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 ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai cành dài nghe bụi ngồi mưa lên phố nhỏ hoặc là cộng nửa ngoài hiên xuyên qua áo ai cánh dài nghe bụi ngồi mưa lên phố nhỏ có một người cầm tay đi bên nào mà được rồi, ok lại đồng nha phải nhìn lời thôi hai ba đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loan anh gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ gói trọn trong tôi nhớ tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa trọn vòng tay có phải vì tâm tư giống kín trong thư còn đây sao xuyên giấc ngủ chưa đến ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai cánh dài nghe bụi ngồi mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay để bao cho nhau nếu mất đi xin đừng quên tôi thêm đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa của ấy cùng ngoài hiên mưa tuôn mưa lạnh xuyên qua áo ai cánh dài nghe bụi ngồi mưa lên phố nhỏ có một người vừa ra đi đêm nay để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi khi chốt gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên tôi thêm đi trong niềm vui và đêm sớt những giọt mưa của ấy vui và đêm sớm những giọt mưa tuyệt vời. Các bạn là những hoạt náo viên ngày hôm nay. Lúc nào cần hú, hãy hú nhé. Tàu anh qua núi. Wow. Nhưng mà từ từ. Bé Trọng yêu cầu chị hát bài Bé Trọng. Trọng là con trai. Mà lại là Bé Trọng ư? Bé Trọng. Wow. Yêu một người sao buồn đến thế? À, sao nào? Bài đó là bài của anh
Bài đấy chưa nghe mất rồi. Hôm nay là ngày sinh nhật của em đó chị. Wow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mừng ngày sinh nhật của Trọng. Mừng ngày sinh nhật bé Trọng. Mừng ngày đó sinh ra bé Trọng. Happy birthday to you. Mừng ngày đó sinh ra bé Trọng. Đây là đi năng khoảng 10 người không ạ? Dạ. Các nhóm ai yêu cầu lá thư này có phải lại đi cùng mấy 10 người không ạ? Dạ. Một lần yêu cầu là rất là đang trong một giai đoạn bơi hơi lạc lối. Hy vọng nghe Hòa hát xong mấy bài này thì tồn đo đường về thì tồn đo đường về tiện dắt bé bắp xinh đẹp về luôn. Thế tức là câu này sao mọi người nhỉ? Ý là nếu mà mọi người đuổi hình bắt chữ đi thì mọi người sẽ đoán là sao? Đang trong một giai đoạn hơi lạc lối, hy vọng nghe Hòa hát xong mấy bài này thì đường về thì làm sao mọi người? Hiện tiện ạ. À? Thì không ạ, à, đây là chữ tờ o ô nờ ôn tờ ôn tôn huyền tồn đờ o đo em luôn mà đây này hả tồn kho ạ. Thì tồn kho đường về không phải chị ơi, đờ o đo mà đây ấy phải đờ o đo tờ ôn tồn tồn đúng không, đờ đo đúng không? Thôi, ai yêu cầu cái này cho em nhìn mặt em xuống em hỏi cái nào. Đây. Thôi rồi, để đoán đi, để đoán. Là tức là Hòa hát xong mấy bài này thì đường về tiện dắt bé bắp xinh đẹp về luôn. Ok. Bé bắp xinh đẹp sẵn sàng chưa em? Ok chưa? Vượt qua nỗi đau. Hướng về phía trước. Ok chưa? Giơ cánh tay của mình lên nếu em đồng ý. Giơ cánh tay của mình lên. À, ok. Và sẽ là những ca khúc như sau. Cơn bão nghiêng đêm, qua khung cửa sổ, vì yêu cứ đâm đầu. Chúng ta của hiện tại, câu trả lời, tiên tiên, vùng ký ức. Chết rồi, không biết bài nào này. À, ý là biết ạ, nhưng mà kiểu chưa hát bao giờ. Vì yêu cứ đâm đầu cũng được nhỉ, đúng không chị? Vì yêu cứ đâm đầu là như nào mọi người nhỉ? Câu hát như nào mọi người? Vì yêu cứ đâm đầu. Thế thôi đúng không ạ? Hết bài. Ủa, bài đấy sao nhỉ? Bài đấy sao ạ mọi người? Đây để em sợt đi cho nhanh nào. Vì yêu cứ đâm đầu cho ti min và đen vô. À, qua nỗi sầu đêm nay trăng gối đầu lên mây. Ôi, bài này hợp đưa bé bắp về đấy ạ. Bài này rất là sexy nha. Ok. Mọi người đánh bài này vừa chưa? À mọi người ơi, tức là từ nãy giờ mình hát toàn những bài chưa tập à, mà ban nhạc đánh hay như thế thì tiếc gì một tràng pháo tay hả mọi người, đúng không? Dạ. Thì em mong là sẽ hát thành công được ca khúc hoặc là một đoạn ca khúc bài Vì Yêu Cứ Đâm Đầu của anh Chetty, anh Denvo và chị Min. Chị ơi, em từ Cần Thơ lên nghe chị hát. Chị hát bài Về Miền Tây nhớ. 500 anh em Cần Thơ đang đợi chị về. Ồ. Wow. Được không chị yêu? Được không? Cứ hát tông của chị Min luôn nha. Qua nỗi nỗi. Em ở hay bị ngọng lắm nên em phải. Qua
sâu đêm nay. Ôi dồi, lại còn hai từ N thấp ở cùng một câu nữa. À, cứ piano trước một xíu đi, xong cho món nhạc vô cái ha. Qua nó sâu đêm nay, trăng gối đầu lên mây, thêm chút rượu và men cuốn một viên đi đến tình thêm say. Đôi mắt buồn sâu cay, chán chứa tình lâu nay. Oh why? Không biết ở nơi đâu, không biết được bao lâu, chỉ muốn cùng anh đi đến tận cùng nơi đất trời thêm sâu. Nhìn anh đôi phút, tim đã vội hơn đôi chút. Sorry em chẳng biết làm sao, nghe thì giờ trôi phí là bao. Em muốn được trói chặt trong vòng tay của anh, em muốn được nghe từng hơi thở đang bùa quanh. Xin hãy đừng đứng hay đừng để em đợi. Chạm lên bờ môi của em đỏ âu, trò chuyện thật nhiều để cho rõ nhau. Chúng ta hoang dã như là cỏ lau, bỏ tiền bỏ bạc chứ không bỏ nhau. Anh sẽ nói cho em nghe những điều mà anh ấp ủ, anh hy vọng cả lời lúa về trong mơ và giấc ngủ. Anh cũng muốn biết em không phải vốn là thiếu gia, nhưng mà ngày em về trong đời anh nhất định là trải chiếu hoa qua nỗi sầu đêm nay. Ê, qua nỗi sầu đêm nay, trăng gối đầu lên mây, thêm chút rượu vàng. Khi trăng lên sợ em cái ngọn gió cuốn anh phiêu. À, cầm tay chặt mà đang đi cùng em nhé, cho đôi này mà thêm hé. Chơi vơi trong vòng tay của anh, hãy đặt tên em là em bé. Ờ, vì đường về còn xa lắm em ơi, không thấy mưa còn rơi. Đã đêm nay rồi anh sẽ đưa em về. Anh ơi, em hơi say, anh sẽ đưa em về. Ôi giời, em ơi, không may đêm nay, chứ muốn đưa em về. Don't be lonely bao nhiêu bài ca mà chúng ta biết V-pop, ta chỉ là một hạt cát. Nhưng hoài bão ta chắc chẳng ai có thể ngăn cản, vì ta biết sẽ thành công nếu ta không theo thời gian. Không hiểu nổi những cái đoạn o ở đây này. Sao lại em ơi không may đêm nay, rời bỏ chắc chắn là có rồi, nhưng mà từ từ ạ. Khô cổ lắm. Về miền Tây, một nhà, chị hát bài này cho vui nha. Một nhà hả? Một nhà là khi ấy ta về một nhà là tông khi hai cao hơn nào, cao lên. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung. Con đi chi qua,
Konnichiwa. Hello bonjour. Xin chào. Sarange, I love you, anh yêu em. Thuộc đúng cái đoạn đấy thôi. Cho nên là lúc nào mà em đi hát bài này ở miền Tây, em chỉ hát đúng cái đoạn điệp khúc. Nhưng mà ngày hôm nay ở chợ gạo, lần đầu tiên em sẽ hát ca khúc Về miền Tây full cả bài luôn cho mọi người cùng nghe. Và em vẫn phải sợ lời. Vâng ạ, miền Tây, miền Trung, miền Nam, miền Đông, miền Bắc, miền Đông Bắc, miền Bắc Trung Bộ gì. Mọi người muốn nhớ quê hương có thể order em hát ngay một ca khúc về quê hương. Bài đó tên là Về miền Tây luôn đúng không? Có ai nhớ Tông Cổ Hòa hát bài này không? Ai ai? Đâu rồi? Ai qua Tiền Giang xuống Pha Mỹ Thuận. Okay. Ê, từ lấy tông. Ờ không, không, cao hơn. Ai, không, cao hơn. Ai qua Tiền Giang. Mến nói về đây đi về Long Hải. Ok. À Minh Hải ạ. Yeah, sorry mọi người. Lần đầu tiên hát nên em không biết có hát chính xác không. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đồng Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Vườn trăng lên theo bước chân đi, qua đường quê mấy nhịp cầu che, hàng cây xanh in bóng kiên che, quanh vườn ao đón khuya lập lè. Ai qua Tiền Giang xuống Pha Mỹ Thuận, ai
Chuyện của mùa đông, Hà Anh Tuấn. Cái bài đó là có phải là Chuyện của mùa đông, chuyện của những ngắm tạ. Điệp khúc như nào nhỉ? Một sớm thức dậy. Ok. À, chúc chị Hòa Giáng sinh vui vẻ. Cũng còn 8 tháng nữa là tới sinh nhật em. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 8 tháng nữa mà từ từ mà nghe nhá. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ok chị, bài gì ạ? Chuyện mùa đông, thử lấy giọng nha. Thế là từ nãy giờ mình không hề hát bài nào của mình tập luôn á. Chuyện của mùa đông, một sớm thức. Ok. Mọi người đợi xíu ạ. Em sẽ dạy lời chuyện của mùa đông. Ok. Mình hát điệp khúc nha, trước nha chị. Dành tặng cho tất cả mọi người ca khúc này. Đợi em nha. Ok, đợi em nha. Ok. Mùa sáng thức dậy, nhìn thấy em bên mình, thấy em ngủ vui trong vòng cuộn tròn thì thầm bên anh, kìa nắng lên rồi, buổi sáng yên vui trong tiếng nhạc, có bao giờ đông ngọt ngào đến thế, mùa đông dịu dàng đến thế. Lắng thank you.
sau đây thì cho em xin phép được trở lại với list nhạc của em một xíu nhá. À, bây giờ thì cũng đã sắp đến Tết dương lịch rồi ạ. Mọi người đã được nghỉ Tết chưa ạ? À, không không, năm nay được nghỉ quá sớm rồi. Em biết điều đấy mà. Bạn em mới bị té xe. Nga. Bạn em mới bị té xe, mất xe đạp. Mong chị hát bài xe đạp xong thì xe đạp sẽ về với bạn em. Mãi yêu. Xe đạp của Thùy Chi, ó chị. À, với cả bài lối nhỏ của Đen Vâu và mượn rượu tỏ tình nữa. Nho, chị yêu. Ok vậy, trước khi mà tìm được xe đạp của bạn ý á, chị ơi. Chị yêu. Đợi em xíu, em đang vừa nói gì mọi người? Không không. Thì em xin được gửi tới bài hát này dành cho tất cả các anh chị. Bản thân tôi Tết về còn nhớ cái xe lạnh cuối năm. Ngày đó anh em tôi quay quần ngồi bên trong. Em xúc động quá nên em hát sai lời rồi. Hai ba. Ngày đó nơi quê tôi Tết về còn nhớ cái xe lạnh cuối năm. Ngày đó anh em tôi quay quần ngồi bên mâm cỗ trong sáu thừa. Ngày đó cha tôi mang Tết về là cành đào thắm quê giật mình trước sân. Mẹ gói bánh chưng bên hiên nhà, kiều mùa hoa nữa đang chờ. Quên đoạn vào đấy ạ. Em sẽ hát lại từ đầu thật hay. Ngày đó nơi quê tôi Tết về còn nhớ cái xe lạnh cuối năm. Ngày đó anh em tôi quay quần ngồi bên mâm cỗ trong sáu thừa. Ngày đó cha tôi mang Tết về là cành đào thắm khoe sắc mình trước sân. Mẹ gói bánh chưng bên hiên nhà, kia mùa hoa nữa đang chưa. Ngày đó chim tung bay khắp trời, dòng thời gian đã qua bao nhiêu mùa hoa và lá. Nắng xuân sang rạng rỡ, gió mơn man cánh đào như sáng ai. Mùa cũ đã đi qua tháng ngày, giờ mùa hoa nữa. Thank you.
trong list nhạc của em cũng như đến với những ca khúc mà mọi người yêu cầu, em xin được một phút tri ân đến một người nhạc sĩ, một người nhạc sĩ đã để lại cho những người nghệ sĩ trẻ chúng em rất là nhiều những ca khúc hết sức tuyệt vời. Ngày hôm nay thì bác đã ra đi rồi, nhạc sĩ Lam Phương. Ngay bây giờ thì em muốn hát một ca khúc để tri ân nhạc sĩ và mong rằng tất cả mọi người sẽ lắng nghe bài hát đó và nổ những tràng pháo tay thật lớn để dành cho nhạc sĩ Lam Phương, người nhạc sĩ qua cố của chúng ta. Ca khúc với tựa đề Biển Tình, xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức ạ. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa bột tràn theo từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì sông ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới nhớ tình anh với em hơn cả những vì sao đêm. Trăng nhô lên cao, trăng thắp trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ như giấc mơ, mắt đêm màu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong
sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng quâng. Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều cùng với gia đình của nhạc sĩ. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ em cảm ơn anh nhỉ. Dạ đây là một anh fan U40 của em đã bay từ Hà Nội vào đây để xem đêm mini show này, và anh ý là một người fan mà đã từng dừng lại không yêu quý Hòa Minzy nữa. Nhưng mà vì một lý do nào đó, một sức hút nào đó của Hòa Minzy ở thời điểm hiện tại, thì anh ấy đã quyết định quay trở lại với FC và trở thành một fan gọi là fan cuồng luôn, chứ không phải là fan bình thường nữa. Mọi người có thể thấy anh ấy đang mặc áo FC của em. Anh có thể đứng lên đúng không ạ? Anh đang mặc áo FC của em ạ. Đó. Đã vâng, không hề nhìn thấy đằng trước luôn ạ. Em rất là hạnh phúc vì... tức là mọi người thường nói là những người ca sĩ trẻ như chúng em á, thì thường là fan sẽ ở lứa tuổi gọi là nhỏ thôi. Nhưng mà em thì em có nhiều cái cũng tự hào là bởi vì giống như em đi ra chợ á, thì em sẽ ở fan với các bác, các bà luôn. Mọi người bảo em hát cải lương với cả là hát dân ca, quan họ. Còn em mà đi về trường mầm non á, em cũng có fan. Mà em đi học cấp, em đi cấp 2 cũng có, mà cấp 3 cũng có. Nói chung là Hòa Minzy thì không có một cái cá tính trong âm nhạc riêng, nhưng mà em nghĩ là cá tính của Hòa Minzy thì cũng đã đủ để thể hiện con người của cô ấy rồi. Và ngày trước ấy ạ, thì em sẽ tâm sự với mọi người một xíu là ngày trước thì em hay suy nghĩ là mình sẽ phải tìm ra một cái con đường âm nhạc nào đó, có thể là hát nhạc dân ca, có thể là hát bolero, có thể là hát nhạc trẻ ballad, nhạc dance. Nhưng mà cuối cùng thì em đã thử hết tất cả các thể loại âm nhạc, và mọi người thì vẫn nhìn Hòa Minzy giống như một cái con bé nhây nhây rồi hay giỡn giỡn, chứ mọi người không có tập trung vào cái cá tính âm nhạc mà em đang theo đuổi. Vậy nên cuối cùng thì em biết rồi là em chỉ cần kiếm bài hay thôi, chứ em không cần phải quan trọng là cái thể loại gì, hay là một năm em có thể ra rất nhiều các thể loại khác nhau, mà chỉ cần Hòa Minzy ra bài hay là được. Nhưng mà cái bài hay thì thật sự là em vẫn còn thiếu nhiều. Em biết điều đấy, và em vẫn đang cố gắng rất nhiều. Nhưng mà trong năm 2018 á, thì em đã cho ra mắt một bài hát, và đến giờ em nghĩ là nó là ca khúc mà em nhận được nhiều tình yêu thương của quý vị khán giả nhất. Bài hát với tựa đề Rời Bỏ. Xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe. Mọi người uống nước đi ạ. Có nước không ạ? Không hết nước rồi hả? Ai hết nước em khao mọi người, mỗi người chai nước suối. Nước suối bao tiền? 90.000. Úi dồi. Thế có nước gì rẻ hơn không? Có nước gì rẻ hơn không? Không ạ. Dạ vâng, vậy ai uống nước suối em khao mỗi người chai nước suối. Ai uống không ạ? Em cảm ơn mọi người vì đã không uống ạ. Mọi thứ cơ hội đến nó chỉ là chớp nhoáng thôi, mà nếu ai không nắm bắt được thì là hết mọi người ạ. Thế về nước suối làm gì mà tự nhiên chuẩn bị sẵn được nhiều thế mọi người? Hả? Có ai uống? Bé Bắp xinh đẹp hả? Không, em khóc đủ rồi, đừng uống thêm nước nữa. Chỉ vì em yêu và vui buồn vô cớ, nên không bao giờ có quyền nói hết những gì. Để giữ chân ai đừng vội đi, vì yêu là cho
khoảnh khắc đắm chìm vào nụ cười ấy là điều cuối cùng em còn lưu lại cho đến khi mình có thể quên hết đi. Vì em không muốn trở thành một người khiến anh cứ gợn nhớ thương, khi em chỉ là thoáng qua như mây cuối trời. Và em tự biết rằng mình là ai, có tư cách gì để mong tình cảm từ một trái tim đang thuộc về người khác. Chỉ vì để giữ chân ai đừng vội đi, vì yêu là cho và chấp nhận mất hết, dẫu không bao giờ anh được biết hãy đi đi về với người anh yêu đi. Có tổ chức thì em thường nhắc fan bạn em là đứng hô tên nha, kiếm á. Tại vì ở trong trong đêm nhạc thì thường có rất nhiều các anh chị lớn, nên là sao nhỉ, nó không phải là một buổi off fan mà nó giống như là một đêm nhạc để dành tặng cho tất cả mọi người, cho nên mọi người cứ nghe nhạc như bình thường. Có một cái này em rất là hạnh phúc và em muốn chia sẻ với tất cả mọi người, đó chính là ngày xưa em đã hoạt động nghệ thuật được 7 năm rồi, số bài hit đó, đếm trên tay thì chỉ em không biết có được gọi bài hit không, nhưng mà em đoán được 1-2 bài. Nhưng mà em rất may mắn vì em nghĩ là mình có một cái lượng fan gọi là trung thành thì có sai không? Ý là nghe nó có hơi bị quá không? Ý là các bạn luôn yêu thương.
vào ở bên em. Ngày xưa khi mà các bạn vẫn còn đang học cấp 1 thì bây giờ các bạn đã lên được cấp 3 rồi. Và từ đó đến nay thì em luôn mỗi lần gặp ấy, thì em muốn nói với các bạn là nhớ phải học thật giỏi, sau đó thì cố gắng trở thành những người tốt trong xã hội là tất nhiên. Thêm nữa là sau khi mà tốt nghiệp xong thì phải có cái công ăn việc làm ổn định để có thể có tiền đi xem hát. Tức là em không muốn gọi là các bạn lúc nào cũng phải nhịn ăn, nhịn uống để dành tiền mua vé, hay là các bạn phải xin gọi là xin cha xin mẹ tiền đóng học mà cuối cùng không đóng học mà đi xem em hát. Em không muốn như thế. Nên là đến ngày hôm nay thì trong đây thì không phải ai cũng là fan, gọi là trong fan club, nhưng mà em có thể điểm tên được rất là nhiều các bạn mà ngày xưa thì các bạn vẫn là học sinh, còn bây giờ thì các bạn đã có thể trưởng thành và trở thành những người tốt, cũng như là có đủ tiền để đi xem những đêm nhạc mà phải trả tiền rồi. Em rất hạnh phúc và em xin phép các anh chị cho em được gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn fan của mình. Cảm ơn mọi người. Thấy mọi người biết fan ở đâu rồi đúng không ạ? Dạ vâng. Ok, có một cái bài hát vừa nãy rất là hay mà em muốn hát. Cái yêu cầu đầu tiên đó chính là ca khúc Sao Ta Lặng Im. Em xin phép chị Hồ Ngọc Hà xin được hát bài hát này để dành tặng cho quý vị khán giả đã yêu cầu bài hát. Ở đây còn rất nhiều và em mong là mọi người sẽ ở lại với em đến cuối cùng của chương trình để em có thể được hát hết tất cả những bài hát mà mọi người yêu cầu. Cảm ơn mọi người, mong mọi người sẽ ở lại với em ạ, đừng đi về. Sao? Chị cứ đánh đi ạ. Ok ạ. Tông gốc luôn ạ. Dạ. Cao hơn ạ. Ô không không, em hát karaoke bài này tông gốc thôi. Wow. Có lẽ đêm nay là giây phút cuối rồi. Đến hết đêm nay mình sẽ mãi cách rời. Hãy nói đi anh ngàn lời trong đáy tim mà đôi ta chưa nói ra cùng nhau. Cô níu tay anh mà sao chỉ thấy buồn. Cô níu môi hôn mà sao chỉ thấy nhạt. Tiếc mãi hương xưa ngày nào còn có nhau, rồi đành mãi chia ly hai đứa. Gì khi những trái đá vẫn sâu trong tim, từng ngày trôi qua ta trong lặng im. Bên nhau mà sao chỉ thấy buốt giá, thêm những xót xa mà thời gian vô tâm giết tình ta. Chắc bởi vì người đã hết yêu. Cộng nửa cho em. Hôm nay chỉ thêm tình yêu cũng đã tàn. Có trách chỉ nhau tình yêu đã khuất ngàn. Ước muốn bên anh trọn đời nay vỡ tan. Một lần thôi không trách than người ơi.
vẫn níu tay anh mà sao chỉ thấy, vẫn níu môi hôn mà sao chỉ thấy. Tiếc mấy hương xưa ngày nào còn có nhau, rồi đành mãi chia ly hai đứa hai phương trời. Bên nhau làm gì khi những trái đắng vẫn sâu trong tim, từng ngày qua trôi qua trong lặng im. Bên nhau mà sao chỉ thấy buốt xa, thêm những xót xa, mà thời gian vô tâm giết tình ta. Chẳng bởi vì người đã hết yêu em rồi, hết yêu mà sao cho nó. Bài Sóng Gió với Hoa Hải Đường đi ạ. Ai yêu cầu nhỉ? Chợt ban nhạc chơi luôn. Không nề hà khó khăn. À, xin phép Jack nha. J97 nha. Cho chị được hát ca khúc Sóng Gió với cả Hoa Hải Đường. Thật sự chị rất thích hai bài này. Nói giỡn chứ mọi người, em tập bài này rồi. Đây cũng là một cơ hội mà vừa mà mình được hát bài mình thích mà khán giả cũng thích nữa. Hình như 26 này Jack sẽ ra bài mới. Chị chúc cho Jack sẽ thật thành công nhé. Sau đây thì sẽ là liên khúc Sóng Gió và cái gì? Hoa Hải Đường. Đợi tí nhé. Ok. Ok. Ở đây ai mà thuộc cái hát cùng với em đây, đừng có mà lười nữa, hát cùng với em nha. Hồng trần trên đôi cánh tay, hoa đời em trong phút giây. Từ ngày thứ ấy còn ngủ mất. Lại phôi ạ. Hàng. Hồng trần trên đôi cánh tay, hoa đời em trong phút giây. Từ ngày thứ ấy còn ngủ mất. Từ ngày thứ ấy còn ngủ mất. Ok. 2, 3. Hồng trần trên đôi cánh tay,
hoa đời em trong phút giây. Từ ngày thơ ấy còn đến khi em thờ ơ, lòng người ai đâu có hay. Một ngày khi vỗ cánh bay, từ người yêu hóa thành người dưng đến khi ta tự xưng. Thương em bờ vai nhỏ nhoi, đôi mắt hóa mây đêm. Thương sao mùa dã lý hương, vương vấn mãi bên thềm. Đời phiêu du có tìm một người thật lòng, rộng trời mênh mông anh nhớ em. Chim kia về vẫn có đôi, sao trắng xuống phu thề. Em ơi đừng xa cách tôi, chẳng có nếu em về. Bình yên trên mái nhà, nhìn đời ngược dòng, em còn bên anh có phải không? Trời ban ánh sáng năm tháng tư bề, sáng ai về chung lối. Người mang tia nắng nhưng cao sao còn tăm tối. Một mai em lỡ ngập ngã trên đời thay đổi. Nhìn về anh, người chẳng khiến trên đôi cánh tay. Hoa đời em trong phút giây, từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ đến khi em thờ ơ. Lòng người anh đâu có hay, một ngày khi vỗ cánh bay, từ người yêu hóa thành người dưng đến khi ta tự xưng. Thương em bờ vai nhỏ nhoi, đôi mắt hóa mây đêm. Thương sao mùa dã lý hương, hương vẫn mãi bên thềm. Đời phiêu du cố tìm một người thật lòng, dẫu trời mênh mông anh nhớ em. Chim kia về vẫn có đôi, sao trắng xóa phù thề. Em ơi đừng xa cách tôi, chẳng tiếc nếu em về. Bình yên trên mái nhà, nhìn đời ngược dòng, em còn bên anh có phải không? Hey, trời bơ. Nhìn về anh, người chẳng khiến em thề lỗi. Thiên hạ trong vũ trụ để bay xa xôi, riêng mình ôm góc trời, lòng đêm rơi rồi. Ai cũng muốn hóa giàu kẻ nghèo phân ai. Ta từ nay lúc đầu tình bạn như vui, tiếc là mình không có nhau, tiếc là đời quá đớn đau. Duyên mộng mơ không như lúc đầu. Kiếp này ai đưa đón em, kiếp này đôi tay lấm lem. Sao mà mơ treo cao như hoa hai đường. Vì lòng anh quá thương em, quá yêu em, nhắc thương em anh đợi em về. Thế dần nếu lỡ mấy nay có xuống vây bé ngôi nhà bóng hình em trong đây. Vậy mà em đã ra đi, muốn chia ly mới phân ly em cả bên về. Lặng nhìn nơi đắp cho tàn lá vàng ngàn chuyện tình ta. Ngày buồn giờ áo ai không phá quang rồi, lặng nhìn dòng nước con sông. Một lần này hỡi em ơi, ở lại đi. Vẫn chung cơn đau, ngoài kia chỉ là bão tay. Trời bơ một mai em lỡ ngập ngã trên đời thay đổi. Nhìn về anh, người chẳng khiến em lẻ loi. Người tìm vẫn ở đây, người tình tìm vẫn sang ngàn mấy mong say không về. Dù nào mà chẳng đây, bạn đang say nắng anh quên.
uốn hết cả lưỡi. Không, đúng, chắc sáng tác hay thật đấy, yêu công nhận. Nhưng mà, trời ơi, hát khó quá. Ôi trời, hay quá. Chắc chắn là cái liên khúc này em sẽ đi đâu em hát. Nhưng mà tại vì là đi đâu cũng hát thì phải có bên nhạc hay như bên nhạc ngày hôm nay đúng không ạ mọi người? Yeah. À, hôm nay em có nhắn tin cho quản lý của Trách để xin rồi nên là cũng yên tâm phần nào. Ok, bây giờ em sẽ nhìn lại xem là có cái bài nào mọi người yêu cầu nhé. Cái này là em hát xong rồi đúng không ạ? Tàu Anh Qua Núi hả? Tôi hát một lần Tàu Anh Qua Núi thôi nha, cho vui. Tông gì nhỉ? Đừng lấy tông cao như hôm trước nhé. Đi 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 dạo là yêu. Ok, tông gì á? Đồ. Ok. Và trống luôn em ơi. Cắc cắc cắc. Vỗ tay đúng không ạ? Việt Nam theo bánh con tàu quay qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi nhớ khi xưa qua đèo qua suối mà lòng ta mơ tàu qua núi cao ngày hôm nay thanh thang con đường lớn tàu anh đi trong yêu thương chào đón tha thiết bao niềm vui theo bánh con tàu đi thương nhau em bắt cầu cho tàu anh tới là yêu nhau mây xoay em cũng ngồi là yêu nhau mây nói em cũng treo con tàu Việt Nam đi suốt bốn mùa vui qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi nhớ thương nhau em chờ anh tới mà tàu cơ hội xe đạp của em tìm xe được không ạ? Dạ vâng, bây giờ tìm xe như cổ tân. Ôi ôi một cái xe đạp thôi mà cũng mất. Xe đạp gì? Xe đạp gì? Hay mang đi cắm. Mang đi cắm. Để phục vụ vào 18 giờ đúng không nào? 18:30. Alo anh Bình Gôn đây phải không ạ? Dạ vâng. À, xe đạp. Em. Ơ cái bài này xong ca đúng không cả nhà yêu của Kem? Xe đạp cũ của chị Thùy Y, Thùy Chi, ó chị. Ó là sao? À. À. Khiếp.
mất xe đạp vẫn còn tâm trí để viết mấy cái từ này là hiểu rồi. Ok. À, hình như là nó có cái đoạn của con trai á, thì chắc là em nhờ các anh ở đây hát dùm nha. Các anh đâu hết rồi ta? Không thấy gì hết trơn. Toàn thấy các chị đẹp thôi. Hay quá chị ơi. Mà không biết có hát hay không ấy. Dường như nắng đã làm mát em thêm hồng, làm mây bay đã yêu tóc em. Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng, áo trắng em bây giờ tan trường. Từ từ, em hát lại cái chị ơi, phô á. Phô này xe không về lại nổi đâu. Có khi bị cắm ở tận đâu rồi ấy. Lại nhá. Dường như nắng đã làm mắt em thêm hồng, làn mây bay đã yêu tóc em. Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng, áo trắng em bây giờ tan trường. Đạp xe nơi sân trường, lặng thinh anh ngóng trông đã lâu. Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười, rồi em sâu duyên chợt nghe vu vơ. Gần lại bên em anh nghe tim em ấm áp, là lần em nghe của các anh nha. Duet cùng với em nha. Thấp thoáng. Hai. Thấy các chị hồ em cái ạ. Lạnh lùng. Dạ vâng ạ, không ai thuộc dạ. Chị nghĩ là bố mẹ em sẽ tha thứ cho em mà.
cố gắng lên, đừng làm như vậy. Không tục, không. Cầm cho tớ nhé. Chị hát bài gì nhẹ nhẹ vì bé gấu đang ngủ. Mong anh về. Ôi, em thích bài này lắm. Ở đây, ai đang yêu nhau ta? Ai đang yêu nhau ta? Ai đang yêu nhau ta? Hai anh chị yêu nhau đúng không? Trời ơi, trai xinh gái đẹp. Em sẽ hát bài Mong Anh Về nha, để dành cho chị. Ví dụ những cái hôm nào mà anh về muộn chẳng hạn, thì chị sẽ bật cái bài này lên để chị nghe. Mong Anh Về. Tông Đô ạ. Hát nhẹ nhẹ thôi, bé gấu ngủ. Ok, các khúc này đáng nghĩa là em phải hát cuối cơ. Nhưng mà thôi thôi thôi, vì giờ nhỡ đâu mọi người đi về mà không kịp nghe thì sao, em cứ hát đi. Mọi người đừng về nha, mới có 11 rưỡi rồi. Ơ không phải Tông Đô chị ạ, Tông gì nhỉ? À, Đô là Cơn Gió Lạ cơ. Còn mong, không, Mong Anh Về là La hả? Mong Anh Về, dạ. Ok, bây giờ mình sẽ hát bài Mong Anh Về. Và em sẽ hát bài này dành tặng cho tất cả các cặp đôi đang yêu nhau có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Mong Anh Về. Mong Anh Về. Ok. Thử nha. Nềm ủa? Mong bên bên em. Chắc nửa nữa đi. Thêm một nửa, tổng một. Dạ. Đêm quạnh vắng, đêm chỉ có trăng ngắm ánh sao giữa đêm mùa đông. Đêm lạnh lắm, sao chẳng thấy anh đến bên đời em hát cuộc tình đêm trăng buồn. Thương anh, thương thầm nhớ anh, yêu anh, mong anh về với em. Mong chờ anh về mang lại tình ấm môi. Lần này không phải tại em nha, tại chị ý nha. Chị đang giận người yêu hay sao vậy? Điệp khúc nha. Mong chờ anh về mang lại tình ấm môi hồng, trao nụ hôn đầu để tim em hát khúc nồng say. Mong chờ khoe xấu che. Dạ, bài này lần sau, mini show sau. Khi nào tìm được xe đạp nói chị nha. Không say không về. Bài gì không say không về? Thư chưa gửi anh. Chị không hát em khóc á. Mà yêu. Ok, bài đó hát cuối nhìn. Chị ơi. Chị ơi, thư chưa gửi anh không hát không về. Ôi trời ơi. Thế chắc chắn fan em yêu cầu luôn. Cái này cũng hát rồi. Một nhà cũng hát rồi. Mẹ tôi thu cạn. Mẹ tôi hả? Mẹ tôi là... Mẹ ơi con đã xa xôi,
con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Bài đó cũng rất là hay. Hết rồi. Mở yêu cầu thêm đi ạ. Hoang mang ạ? Dạ. Ồ, hoang mang đi. Hoang mang trước đi. Tông á? Hoang mang như nào hả chị? Ngày qua ngày gió thét cao vì anh hững hờ, dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ. Một mai được xa chung đôi, ân tình tuyệt vời lên ngôi. Ngày qua ngày... Ok, đây chị giáo đi. Chị giáo đi. Hoang mang. Đây mọi người khỏi viết, khỏi viết nha. Muốn nghe hát về gì cứ nói lên tay em nghe thấy em hát luôn. Những câu nói trên đầu môi, phải chăng người trao cho riêng mình tôi? Dẫu đã biết anh không hề yêu, nhưng vẫn mơ mộng nhiều. Vì em lạnh lùng băng giá, còn tôi con tim thật thà, nên mình tôi ôm lòng đêm nhức nhối. Tình ta xanh như bài thơ. Dẫu đã biết anh không hề yêu, nhưng vẫn mơ mộng nhiều. Vì anh ơi không lấy để tôi hoang mang tháng ngày. Anh ở đâu khi tình tôi miên man? Chung đôi ân tình tuyệt vời lên ngôi. Tình yêu của những phút đầu tự như phép màu, sự ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu. Để đêm mùa đông trôi xa, nụ cười rạng ngời trên môi thiên thơ. Xa, nụ cười rạng ngời trên môi.
Mắt sao? Nếu mai này xa nhau, từ từ nhá, từ vậy chỉ là tình cờ, quên. Em có một bài hát mới, em mới ra mắt. Thực ra là nó không phải là một dự án của gọi là sao nhở? Nó không phải một dự án comeback của em mà nó là mỏi quá à chị. Nào, thế chắc là mình tập thể dục tí nhỉ? Không thì nó êm mông á, kiểu. À em mới comeback, à không phải em không phải em comeback mà là em mới ra một bài hát. Đây là một bài hát trong dự án âm nhạc Music Diary của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Và em đã tham gia rất là nhiều mùa. Thì đến mùa 3 này thì anh Cường có sáng tác cho em một bài hát là ca khúc Nếu Mai Này Xa Nhau. Thì bây giờ em quyết định là sẽ làm một cái clip để cho mọi người có thể xem. Và clip ấy vẫn đang ở trên kênh YouTube của Hòa Minzy. Hiện giờ đang được khoảng gần 1,4 triệu lượt follow. Lượt subscribe. Thì tất cả mọi người ngồi ở đây ngày hôm nay thì về có thể follow cái kênh đó. Và mọi người sẽ nhìn thấy bài hát mới của em, ca khúc Nếu Mai Này Xa Nhau. Thì có thể ở đây mọi người chưa nghe hết bài đấy, nhưng ngày hôm nay sau khi em hát, em mong rằng mọi người sẽ thích bài đó. Và kể cả không phải là em hát thì tất cả các ca sĩ khác mà mọi người đi nghe nhạc thì mọi người sẽ viết cái tờ giấy như thế này để yêu cầu, tức là mọi người sẽ yêu thích bài hát này. Và bài này thì bọn em chưa được tập đúng không chị? Chưa tập đúng không? Tập rồi hả? Chưa được tập. Ý là bài này bọn em chưa có tập kỹ, nên là nếu mà có sơ suất gì thì mọi người tiếp tục xóa clip và em sẽ hát lại. Yeah, em xin. Chị ơi, chị hát bài Gặp Những Ông Ở Lại đi chị. Ngày hôm nay đi, em hy vọng chị hát bài này lắm luôn ó. Nhưng mà bài này sao nhở? Bài hát sao ta? Thôi, hát bài Hòa trước nhỉ. Nếu mà này xa nhau, cũng không thuộc nữa cơ. Bài này rất là hợp với phong không khí của phòng trà. Nếu mai này chúng ta rời xa nhau thì hãy nhớ lại khi mới bắt đầu mình bên nhau, cùng qua bao nhiêu khó khăn thế nào, muôn vàn thử thách ra sao. Nếu mai này ta phải rời xa nhau thì có lẽ lòng em sẽ đau buồn lắm. Biết không anh, đối với em anh là cả trời thương nhớ. Em đã lỡ yêu anh nhiều hơn. Đừng xa nhé anh, hãy giữ em ở lại. Đừng buông tay bên ngoài kia, bão giông vây kín lỡ không mây chia lìa mai, chỉ còn mình em ở lại. Em biết phải sống làm sao, sống thế nào, vì lâu nay em đã quên với ngọt ngào. Chỉ là nghĩ đến thôi em đã thấy con tim đau. Thank you.
lại khi mới bắt đầu. Mình bên nhau cùng qua bao nhiêu khó khăn thế nào, muôn vàn thử thách ra sao. Nếu mai này ta phải rời xa nhau thì có lẽ lòng em sẽ đau buồn lắm. Biết không anh, đối với em anh là cả trời. Thương nhớ em đã lỡ yêu anh nhiều hơn. Đừng xa nhé anh, hãy giữ em ở lại. Đừng buông tay để rồi đánh mất ngày mai. Bên ngoài sai. Gặp nhưng không ở lại sao nhỉ? Một câu thôi. Hả? Không, đẹp khúc thôi. Trời, trời ban mối chưa duyên mình đừng lên. Mình đừng nên hả? Nên đúng không? Nó thấp hả? Trời ban mối chưa duyên mình đừng nên. Thế thôi. Ta da ti da da na na mới bắt đầu. Ti đi. Ok, lần sau nhá. Không. Đã hát thử bài đấy rồi, hát không hay ấy. Em có một cái bài hát này, không biết là ở đây có ai đang kiểu như là rất là nhớ mẹ không ạ? Kiểu anh hả? Dạ. Mẹ tôi nhá. Cái bài này là một bài hát mà em đã hát ở đêm bán kết không? Bán kết của Học viện Ngôi Sao. Mẹ tôi. Mẹ ơi. Mấy giờ rồi ạ? Ồ. Còn sớm lắm ạ, chưa qua đêm. 10 phút nữa mới qua đêm mà. Mẹ ơi, con đã xa rồi. Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Mẹ ơi,
đang ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo ngoài hiên. Mùa đông cây bàng lá đổ, ngày xưa chỉ hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi. Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ buồn xa vắng nhìn cha. Thương cha chỉ lớn không thành, biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sông trào khơi xa. Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ chẳng cần sâu dài. Mẹ ơi, mẹ một ngày khóc mẹ chẳng tàn sao rơi treo lên.
mọi người vẫn chưa về. Thật là tuyệt vời. Cái giọng của em tuyệt vời. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã hát một cái bài hát mà nó sẽ hơi dồn dập xíu. Em sẽ an ủi tấm lòng của mọi người lại một cái bài nhẹ hơn nhá. Một liên khúc với tựa đề Phai Dấu Cuộc Tình. Xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe. Càng về đêm rồi thì chúng ta nghe nhẹ nhẹ xíu để cho ngủ ngon ạ. Nếu mà anh chị phải về nha. Đúng rồi. Về trước khi em hát, hoặc là về sau khi em hát. Em cảm ơn anh chị ạ. Hẹn gặp lại anh chị vào... Bye bye. Một người ra đi vội vã, mang theo những dấu yêu xa vời. Một người sâu trong bơ vơ, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ. Để rồi chia ly từ đây, đường hoa kiếp đau thương người ơi. Để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, hoài chờ mong, mơ bóng anh dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều, thật buồn mấy sáng theo nhau về. Dấu thương dẫm kín lấp lối dễ vương, một mình lê chân lạc loài, lang thang đường về mù khơi. Còn gì đâu anh hỡi, từng kỷ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ. Về đâu đêm tối với bóng sáng anh tan theo làn mây. Giấc mơ này đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng. Con tim này đành vỡ tan. Kín lấp lối dễ vương tăng lại mịt mù, bóng
nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Em nâng niu đêm hoa về giữ trong hồn, mong sao hoa không phai sắc hương. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em bị đuổi rồi. Sao hôm nào em hát cũng bị đuổi đấy. Ok. Em rất buồn nhé, em phải hát đến 1 giờ ấy. Hôm nay đã là ngày 24 rồi và hôm nay là ngày Noel đêm nay. Chúng ta nở một tràng pháo tay đón Noel đúng không ạ? Em rất buồn sẽ phải kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng một bài hát cũng nhẹ nhàng thôi ạ. Bài hát em rất yêu thích với tựa đề Hoa Dại. Xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe. Bài này hay lắm. Một lần thôi mọi người có thể đưa theo cánh tay của em đúng không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn các chị. Cảm ơn chị xinh đẹp. Cảm ơn các chị xinh đẹp, các anh đẹp trai. Cảm ơn các bạn fans, các chú, các cô. Ok. Ai thuộc hát cùng em nhỉ? Ngày ấy anh tặng em nhành hoa dại, mình nói hoa đẹp như một đóa hồng. Chỉ có anh và em nhìn thấy hương sắc hoa nơi ven đường. Ngày ấy ta đùa vui tình thơ dại, ngày ấy ta mặc bao lời chê cười. Ngày ấy em chỉ yêu mình anh, chỉ có anh thôi. Đến một ngày vội vàng nhận thấy tình yêu xưa xa khuất chân mây, nụ hoa ấy héo hoa trên cây. Đến em cô đơn ngồi đây đợi chờ bóng ai. Nụ hoa ấy không phải nụ hồng, ngày không em anh có đã tan cõi lòng anh xa đi thật sao. Lời yêu nhớ bây giờ là chỉ còn một lần hát nữa thôi là hết rồi. Mong là mọi người sẽ quay trở lại mini show tiếp theo của Hà Minzy tại Chợ Gạo nha. Bây giờ mới có 12:06, rất sớm nha mọi người, rất sớm. Ngày ấy em chỉ yêu mình anh, chỉ có anh thôi. Đến một ngày vội vàng nhận thấy tình yêu xưa xa khuất chân mây, nụ hoa ấy héo úa trên cây. Để em cô đơn ngồi đây đợi chờ bóng. Không em anh có nát tan cõi lòng anh.
sẽ luôn bên em. Bé ơi ngủ ngoan trong tiếng ru ơi. À ơi, à ơi, à à ơi. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We tới rồi. Mọi người ơi, lần sau mọi người lại quay lại với em được không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Một trang một tay thật lớn cho ban nhạc đúng không ạ? Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Thank you mọi người. Chúc mọi người có một buổi cái gì nhỉ? Một ngày lễ Noel thật vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp, nhiều tiền.